rào cản nào cho mối quan hệ của hai bạn. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài, và xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn xem tụ bài này. Và sau đây mình sẽ kết nối với thông điệp của vũ trụ, sẽ gửi đến các bạn ba lá bài ngẫu nhiên, và mình chỉ nói theo những điều cần nói chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Đầu tiên các bạn sẽ có lá bài 4 gậy. Kế tiếp nữa, lá bài ngẫu nhiên thứ hai, chúng ta sẽ có lá bài một lá bài trong bộ tiền. Các bạn có lá bài hiệp sĩ tiền. Và lá bài thứ ba, lá bài cuối cùng sẽ là lá bài, cũng sẽ là một lá bài trong bộ tiền luôn, 4 tiền. Trái bài này số 4 hơi nhiều nha. Lá bài đầu tiên đại diện cho khái quát ngữ cảnh về tình huống, cái rào cản của hai bạn. Thì đầu tiên của lá bài 4 gậy này thực sự là một lá bài rất là đẹp trong tình yêu. Nó đại diện cho sự đoàn tụ, cho gia đình. Nó đem đến cái sự đám cưới, một cái gì đó kết hôn, gắn kết tình bạn, tình yêu. Một mối quan hệ ổn định, mà cái ổn định này được xây dựng trên nền tảng tin tưởng, hỗ trợ và thấu hiểu. Và cái này không phải là tình cảm của hai bạn đâu không, mà tình cảm này còn có sự hỗ trợ và chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên. Cái tình yêu này đơn giản là tình yêu được hỗ trợ bởi một cộng đồng rất là lớn. Cái điều này chứng tỏ tình yêu của hai bạn đã được hai bên gia đình chấp nhận, và hai bạn đã gần như tiến tới kết, gần đính hôn, kết hôn luôn rồi đó, chứ không phải là mối quan hệ mà lưng chừng, chưa tính đến cam kết, đã dự định đám cưới luôn rồi. Tuy nhiên, một trong hai bạn đã quá trở nên tự mãn với cuộc tình này, do đó đánh mất đi khả năng phán xét và tính toán của chính mình, và nó gây ra cái hậu quả khó lường cho cái chặng đường sau của hành trình tiến tới mối quan hệ cam kết. Nếu như các bạn biết tập trung vào việc giữ gìn hạnh phúc cho nhau, bởi vì những việc trải qua những khó khăn, trắc trở chính là thử thách cho tình cảm của hai bạn trở nên gắn kết. Cái gì khó khăn thì mới được hạnh phúc các bạn. Bởi vì bạn mơ ước được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ổn định. Bạn thấy là tới giờ mình phải lấy lập gia đình rồi, phải có chồng, phải có vợ rồi. Bạn thấy người ta phù hợp với bạn quá rồi. Chính vì cái sự mà cần quá về cái tương lai này á, khiến cho bạn bị dục tóc quá, kỹ mình mong muốn quá, khiến cho mình trở nên là kỳ vọng vào người bạn đời của mình quá nhiều. Kỳ vọng và họ phải yêu thương, họ phải chu cấp, họ đủ thứ hết. Do đó, nó khiến cho bản thân của bạn không có thoát ra được cái sự ràng buộc trong cái suy nghĩ là kỳ vọng mong muốn ở người ta quá nhiều. Và điều các bạn cần tập trung là các bạn phải tập trung vào những cái điều bạn mong muốn, nhưng mà phải làm rõ hơn, chính là rõ những gì mình mong muốn, chứ không phải đặt kỳ vọng quá đáng lên người khác. Đây là một cái rào cản khiến cho mối quan hệ của bạn bị lung lay. Bởi vì tình cảm nó cần phải bước tiến từng giai đoạn, bạn phải biết đâu là cái thời điểm thích hợp, và bạn phải nhận ra cái thời điểm nào để thích hợp đưa cái mối quan hệ của bạn lên một giai đoạn mới, thì lúc đó mới chắc chắn được. Còn nếu như bạn muốn cái gì cũng nhanh hết, bạn không có thấy cái thời điểm thích hợp, tức là lúc người ta đang gặp khó khăn về tài chính, về sự nghiệp, hoặc khó khăn về gia đình, bạn lại mong muốn kết hôn, mong muốn đính hôn, thì họ không có tấm lòng, có suy nghĩ gì với chuyện này hết, bởi vì họ có những chuyện khác để quan tâm rồi. Cái chuyện của bây giờ là các bạn phải đợi cho tình yêu chín mùi, biết đâu là cái thời điểm để có thể thành mối liên hệ sâu sắc hơn. Hãy thả lỏng mình ra và đợi chờ tin tốt. Bởi vì tình cảm, tình yêu của hai người nó là một cái hành trình rất là dài. Các bạn mới đạt được một phút đầu của tình yêu mà các bạn đã vội kỳ vọng, vội đúng là hơi hừng hực quá đó. Nó khiến cho cái sự nuôi dưỡng của tình yêu này không có. Nếu không có sự nuôi dưỡng thì chắc chắn nó sẽ nhanh chóng lụi tàn. Lá bài thứ hai, đó chính là cái trọng tâm vấn đề rào cản của hai bạn là gì. Cái trải bài nó ra hợp lắm các bạn. Thì vấn đề ở đây, cái người đối tác các bạn đang gặp là gì? Đang gặp vấn đề về cái sự ổn định trong cuộc sống. Bởi vì cái người này là họ có tinh thần trách nhiệm rất là cao, và họ kiên nhẫn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tuy là mang một năng lượng của hiệp sĩ,
Nhưng cái hiệp sĩ này không phải là phiêu lưu tình ái, mà không có phải là cái người xông pha trận đấu rất là nhiều, mà cái người này quyết định ở lại tập trung vào cái việc sự nghiệp của chính mình. Bởi vì cái người này họ tin rằng tất cả những gì họ có thể làm được nhiều nhất để xứng đáng cho họ có được một cái tương lai, cho một cái gia đình một vững chắc hơn. Cái người này có vẻ là hơi nhàm chán, nhưng mà cái người thật sự là có trách nhiệm và đảm bảo rằng mọi việc đến với họ phải cái gì đó thật sự là hoàn hảo. Thứ mà họ muốn là cái vật chất trong cuộc sống này phải đủ đầy thì họ mới cảm thấy an tâm. Thật ra cái năng lượng của người này á, rất kiên nhẫn, đáng tin cậy. Đôi khi họ mãi mê công việc, bỏ quên bạn. Nhưng mà cái người này thật sự không có muốn mạo hiểm trong tình yêu. Bởi vì cái người này á, đã yêu là yêu khó thay đổi được cái người này lắm. Có thể là hơi bướng bỉnh, nhưng mà thật sự là tin cậy nha các bạn. Bởi vì một cái mối quan hệ sâu sắc, nếu như các bạn chịu đợi cái người này một chút xíu, cho họ phát triển sự nghiệp, nếu mình có thể mình ủng hộ, hay là cái người ủng hộ mình người này, thì chắc chắn các bạn sẽ có cái gì đó rất là tốt với nhau. Hãy nên tìm cái gì đó để hai người cùng hướng tới cái mục tiêu chung dài hạn á, sẽ giúp cho mối quan hệ các bạn thêm gắn kết. Và thêm một cái phần nữa, cái người này có xu hướng là bị động. Nếu như các bạn không chủ động thì chắc chắn họ sẽ bị động, không làm gì hết. Bởi vì cái người hơi tẻ nhạt, chậm chạp trong mắt người khác và bị ám ảnh bởi những cái chi tiết, bởi họ chủ nghĩa hoàn hảo mà các bạn. Và thêm một cái rào cản nữa là cái người này họ không cảm thấy chắc chắn cho bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống, kể cả tình yêu. Gần như là ảnh hưởng đến họ rất là nhiều, mà họ quên luôn cảm giác yêu và được yêu như thế nào. Và họ cảm thấy không an toàn khi cảm xúc của mình thay đổi. Và vấn đề ở đây được đưa ra là nếu như bạn cho họ một cái tình yêu ổn định mà để cho cái người này cảm thấy là họ một cái gì đó nó vững chắc á, đừng có làm cảm xúc, đừng có làm trầm trận trầm thượng, cái kiểu đừng có làm sóng gió cuộc đời á, thì cái người này thích hơn. Bởi cái người này người ta thích bền vững và ổn định lâu dài. Một khi yêu là yêu dữ lắm nha các bạn, giữ nguyên y xì như cũ luôn, không có ý định là tiến tới người khác hay ngoại tình gì đâu. Năng lượng rất là tốt, nghiêm túc và chung thủy. Nhưng mà cái người này hơi ghen nha. Người này đại diện cho cung ma kết, cung đất rất là nhiều. Các bạn phải chú ý với năng lượng của những người này. Nếu như bạn có ý định đi xa hơn trong mối quan hệ này, thì các bạn cần phải khôn khéo khi tiếp cận, tinh tế chút xíu, và phải có kinh tế luôn. 4T là sẽ hợp với người này. Nhưng mà yêu người này phải an tâm đi, bởi vì họ hoàn toàn bạn có thể tin tưởng được. Còn rào cản nữa là họ không biết thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài đâu. Cho nên đừng bao giờ đợi họ nói yêu bạn hay làm cái gì với bạn, không có đâu. Cho bạn tự hiểu đi. Bởi vì cái người này thuộc về cái phần hướng nội á, nên rất là khó để hiểu được người này. Chà, cái năng lượng cũng rào cản các bạn về cái vật chất hơi nhiều. Bởi vì cái năng lượng của người kia thì họ muốn tích trữ, sợ mất mát. Họ cảm thấy là họ giữ chặt cái gì của phần họ, khiến cho họ không có muốn ai chạm vào trái tim hoặc là tài sản của họ hết á. Bởi vì họ cảm thấy là họ cần về cái này, có thể là họ xuất thân cái gì đó nó cần tiền hay là cần địa vị, do đó có hạn chế trong việc là họ giữ quá chặt cái tô của chính mình, khiến cho bạn khó là gần với người này. Mà họ quên rằng thế giới vật chất không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc và tự do cho chính họ. Thật ra cái lá bài này nó có hai mặt tiêu cực và tích cực luôn. Thứ nhất, với cái tính như vậy, họ sẽ đạt được những mục tiêu họ được ra trong cuộc sống, được của cải vật chất. Nhưng mặt khác, nó sẽ tạo ra mọi thứ đều là vật chất hết mà quên chăm sóc về cái thế giới tình cảm của mình, khiến cho họ nhiều khi bị bấp bênh mà họ không biết. Bởi vì có thể khiến cho họ trở nên tham lam và sở hữu. Cho đó họ mong muốn là họ phải giữ cái tôi của họ, giữ cái gì, những gì mà họ có, họ không muốn san sẻ ra. Và nếu như các bạn có tư thế đeo bám hoặc chí là giam cầm hoặc ngột ngạt đó, có nghĩa là nó sẽ khiến cho cái lá bài của các bạn có tình yêu ở đây có sự ghen tuông và chiếm hữu nha. Từ bạn hình như là nhiều đó. Nó sẽ làm xấu đi cái tình yêu ngay thời điểm hạnh phúc nhất. Do đó các bạn đừng có nêm lại sự bất an và sợ hãi, mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi mình khiến cho cái người yêu mình phải mất thời gian để giải thích, gỡ rối, trong khi họ lại tập trung vào cái vấn đề lo sự nghiệp cho cả hai, khiến cho cái mối quan hệ này cảm thấy là không được vững chắc.
Và cái sự ghen tuông chiếm hữu và sợ hãi này xuất phát từ gì? Xuất phát từ những cái mối tình trong quá khứ. Nó khiến cho các bạn cảm thấy là mình sợ lắm. Mình sợ những cái vòng lặp nó trở lại như cũ giống như vậy nữa. Do đó bạn đã áp đặt tên người yêu mới. Bây giờ là mình chửi lại mình trước đi. Mình để cho những cái hận thù quán giận về người yêu cũ đã từ bỏ bạn hay làm tổn thương bạn phải qua đi. Vấn đề sẽ được giải quyết khi bạn thực sự cởi mở với chính mình. Bạn chấp nhận cái chuyện đó cho nó qua đi luôn các bạn. Thì bạn phải thực sự cởi mở về tình yêu, xây dựng cái sự hai người vui vẻ với nhau thôi các bạn. Không vui vẻ là rã đám thôi. Chắc chắn là vậy luôn á. Và mình xin thêm cái thông điệp của vũ trụ nói về cái rào cản của hai bạn là gì. Ở đây chúng ta có thông điệp. Ta nói thông điệp ra y chang những gì mà trải bài nói luôn. Tức là các bạn phải suy nghĩ và có sự tin tưởng trong cái mối quan hệ này thì bạn mới vượt qua. Bởi vì nếu mà không có sự tin tưởng và suy nghĩ tích cực á, bạn không có cải thiện được lòng tự trọng và tự tin của chính mình. Một trong những phẩm chất cần thiết cho sự lãng mạn. Nếu như bạn không đủ nó thì sẽ không có cái gì sẽ diễn ra được hạnh phúc đâu. Bây giờ là cần hành động, giao tiếp, hiệu quả và cởi mở với nhau. Phải thay đổi cái tư duy của mình đi bạn. Đừng cứ suy nghĩ tiêu cực nữa. Bởi việc tiêu cực nó sẽ đưa cái năng lượng bạn rất là thấp. Việc này bạn phải cần chủ động hơn và phải cần linh hoạt hơn trong cái việc theo đuổi cái mối tình này. Đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Hãy tin tưởng vào năng lượng tích cực trong cuộc sống này. Đừng bao giờ suy nghĩ năng lượng tiêu cực dù là một giây, một phút. Hãy xây dựng cái hình ảnh đẹp về cái người bạn thương thì bạn mới có được cái người thương đúng như ý của bạn ha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.